Xin chào mọi người, bây giờ hiện tại Hải Phòng đang là gần 5 giờ. Khu vực nhà em đây mọi người ơi, nên đến đoạn đùi rồi, chỗ này nó là chỗ gọi là lông nhất. Mà hiện tại bây giờ rất là nhiều bạn tích chat ngồi cả khi em bảo là sao suốt ngày thấy livestream mà không thấy đi làm từ thiện vùng núi đi. Thì mọi người thấy không, xe ô tô như này thì làm sao đi được. Mà đây là chỗ lông nhất nha, bây giờ em cho mọi người đi cái phần sâu nhất luôn. Em bảo rồi, em vợ chồng em có chuyển tiền vào mặt trận Tổ quốc. Vì bọn em ở xa quá, bọn em không thể nào mà đi được. Với lại là nó ngập lặng như này, bọn em không thể nào đi được. Thế là có nhiều bạn không hiểu cái gì, cứ bảo là ủi sao không đi, ai chẳng muốn đi. Ai cũng muốn đi, bây giờ cả nước Việt Nam mình ai cũng đi. Mà bây giờ bọn em nó ở cái khu vực này làm sao đi được. Mọi người phải hiểu mênh mang, nước rộng như thế này thì đi kiểu gì. Muốn đi cũng không đi được luôn đấy chứ. Cứ ngồi đấy mà cà khịa nhau, thay vì việc mà mình nên cà khịa giờ nghĩ cái cách kiếm tiền. Xong làm sao để mình trợ giúp họ. Bây giờ người ta có sức thì người ta bỏ công sức, người không có sức, người ta không biết bơi thì người ta bỏ bằng tiền đi, bằng sản phẩm đi, mình mua những cái đồ cho anh em hỗ trợ đi đi. Chứ bây giờ lên đây cà khịa nhau để được cái gì, đúng không? Đây này, bây giờ em vẫn phải đang đi ship hàng cho khách, cái này có sung sướng gì cuộc đời đâu. Đây, gom nữa cứ tưởng em được ngồi chơi chắc. Lên cho mọi người một cái dòng gọi là viên uống trắng da của Thái Lan. Viên uống collagen trắng da. Đây mọi người cùng nhìn vào làn da của em này. Bắt sáng luôn này, trắng cực kỳ luôn. Mà khi mà em ở bên châu Âu, mọi người biết là em tắm cái da lâu nhá. Tắm da lâu em ở 2 tháng bên châu Âu, bên Đức. Em tắm da lâu, cái da của em rất là lâu. Nhưng mà sang bên Tây thì cái làn da lâu cực kỳ sang. Nhưng mà khi về Việt Nam thì mọi người bảo em là bị đen đen bẩn bẩn. Thế nên là em quyết định là em làm ngay một hộp là em uống. Mà mới uống được có tầm khoảng 15 ngày. Da nó bắt sáng luôn, bắt trắng luôn. Đây, đang xuống nước đây. Mà nhìn thấy làn da vẫn còn bắt sáng đây, là biết rồi. Đấy, chân nổi nước đấy. Không có phải bôi kem body gì hết. Đây là một cái dòng viên uống trắng da mờ lám này, mờ tàn nhang rất là hiệu quả luôn. Những ai mà bị lám, bị tàn nhang này, da bị sắc tố, da không đều màu này, da bị đen này, đen do nói chung là thời tiết, nói chung là đen do bản thân mình sinh ra đã đen rồi, thì làm ngay một viên uống collagen của Thái như em. Dòng này là bán ở trung tâm thương mại Central World của Bangkok, Thái Lan. Dòng này nó là dòng sách tay mang về, không phải là những cái dòng tràn lan trên thị trường. Các chị chỉ uống 10 ngày thôi, mỗi ngày một viên, sáng trưa chiều tối uống đều được. Nhưng mà nhá, uống cái này trắng da, sáng da cực kỳ luôn. Uống xong nó lên tông da của mình lên tận 4, lên tận 4-5 tông. Mà biết bao tiền không? Ở ngoài cái chị mà mua không phải đúng cái ngày lễ của Bangkok, Thái Lan nhá, thì các chị mua khá cao, tầm khoảng 380.000 một hộp. Bạn nào mà lấy sale cho 250.000 một hộp thôi. Đen lâu năm, đen chai lì, lám sạm, tàn nhang, sắc tố da mình bị lão hóa da này, da mình bị sạm. Nói chung là mình lớn tuổi rồi, da mình bị nhăn nheo này, qua cái tuổi 30 mình bị lão hóa da. Thì cái này nó sẽ tăng sinh tế bào collagen nhá, tin không? 250 cảnh uống 2 tháng. Một hộp này uống 2 tháng là siêu mê đẹp. Nó vừa có tinh chất của cá hồi, tức là nó sẽ làm sáng mắt này. Vitamin C, nó làm cho da mình đỡ thâm mụn này. Những bạn nào bị mụn, bị lám đều có thể sử dụng được luôn, hơi bị tốt luôn. Các chị chỉ nghĩ rằng là mình bôi kem lên trên mặt thì nó sẽ làm da đẹp, sai lầm nha. Bôi kem chỉ đẹp bên ngoài thôi, nó không đẹp sâu bên trong. Thì bắt buộc mình phải uống, phải uống nó mới tăng sinh tế bào collagen được. Anh chị em nào mà mua thì để lại số điện thoại bên dưới nhá.